Rồi, hello, xin chào toàn thể anh em nhá. Nay em lại có lô hàng mới về. Đấy, dùng cho anh em thắp sáng này. Đây là bóng 4 cánh nhá. Bóng 4 cánh này. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Đó. Và thêm một cái dòng vật muỗi nhá anh em nhá. Đó. Dòng vật muỗi này thì nó có tia tia AV. Đấy, nên là anh em cứ đặt này là một sáng sau là cả một cái rổ muỗi nó vào luôn. Nên anh em cứ dùng rất là ngon nhá. Đây em sẽ bật cái quả bóng kia lên cho anh em xem này. Đó, rất là sáng nhá. Rất là sáng, 70W lên, rất là sáng. Đó, rất là sáng nhá. Đó. Anh em quan tâm đến cái dòng sản phẩm bóng này thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0904928863 để phục vụ tốt cho anh em, thì anh em cứ để lại số điện thoại hoặc là các bác gọi trực tiếp cho em nhá. Đó, bóng 4 cánh. Nó có 5 bóng nhá, dòng bóng LED mọi người nhá. Dòng bóng LED rất là ngon. Còn là vợt muỗi. Đấy, đây là vợt muỗi này. Đây là dòng vợt muỗi này, có tia UAV này. Đấy, rất là ngon luôn nhá anh em nhá. Rất là ngon. Nó có chân đế cho mọi người này. Chân đế cho mọi người này. Đó, nó gọi là vợt muỗi 3-in-1 mọi người nhá. Rất là ngon luôn. Đấy, đèn LED cực kỳ sáng này. Đây đây, đây là đèn tiêu về nó. Khi mà anh em ngủ ấy, thì anh em cứ đặt này cho em này. Đấy, là sáng hôm sau là một đống muỗi nó phi vào đây nó chết luôn này. Đó, rất là tiện dụng nhá. Và muỗi là dịch dã này là rất là nguy hiểm này. Đó, rồi ok, xin chào anh em.